bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết giải châu Á 2024. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đối thủ Australia 3-0, 25, 21, 25, 19, 25, 16 để giành quyền vào chung kết AVC Challenge Cup 2024. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết AVC Challenge Cup 2024 sau khi thắng Australia 3-0 ở bán kết. Tỷ số các set trong trận này lần lượt là 25, 21, 25, 19, 25, 16. Trong hiệp đầu tiên, Australia có nhiều thời điểm dẫn trước và gây khó khăn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã vượt lên ở cuối set để thắng 25, 21. Sang hai set đấu kế tiếp, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện ưu thế để thắng 25, 19 và 25, 16. Qua đó tiến vào trận đấu cuối cùng. Đối thủ tranh ngôi vô địch với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết giữa Philippines và Kazakhstan. Giải bóng chuyền AVC Challenge Cup 2024 được tổ chức tại thủ đô Manila, Philippines, từ ngày 22 đến 29 tháng 5 với 10 đội góp mặt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải với tư cách là đương kim vô địch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.